Anh cũng đang rất tích cực đây. Rồi thua luôn. Hy vọng tương lai sẽ khác. Cái gì? Không có đâu. Không có đâu. Anh cũng bình thường mà. Rồi thôi. Anh cũng bình thường mà. Chắc là do tình duyên chưa tới thôi. Thu. Em biết xem chỉ tay. Rồi, cái màu đi. Ừ. Đây. Đây. Em có biết chút thôi, nếu là xem cho anh được. Chiếc nhẫn này chật quá rồi, sao anh không tháo nó ra đi? Thôi. Đây là kỷ vật duy nhất của mẹ anh. Anh đeo nó từ rất lâu. Nên là bây giờ không tháo ra được. Rồi có cười không? Cười luôn nha. Thu. Rồi, nhép gì không nghe luôn.